Welcome to LeDạyHay.com. Our lesson today is Unit 11, A Closer Look 1. Chào mừng các em đã đến với trang LeDạyHay.com. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là phần Unit 11, A Closer Look 1. Hôm nay thì mình sẽ học về phần Vocabulary, từ vựng. Activity 1. Write a word or phrase from the box under each picture. Hãy viết một từ hoặc là một cụm từ từ trong khung vào dưới mỗi bức tranh. Ở đây chúng ta lần lượt có 6 từ và cụm từ. Cô và các em trước khi làm bài thì mình sẽ cùng nhau dịch nghĩa của nó trước ha. Rồi, đầu tiên thì mình có cái face recognition là nhận diện khuôn mặt. Mình có cái thứ hai, video conferencing, nghĩa là hội nghị từ xa. Ngày hôm trước mình đã làm cái này rồi này. Tiếp theo, mình có fingerprint scanner. Scanner là cái máy quét và fingerprint nghĩa là cái vân tay. Vậy thì sẽ là máy quét vân tay. Đó. Rồi, tiếp theo thì mình có là digital communication, là giao tiếp kỹ thuật số. Experiment là cái từ vựng, đây mình gọi là thí nghiệm. Và cuối cùng mình có eye tracking là công nghệ theo dõi chuyển động của mắt ha. Đây là một cái loại công nghệ mới. Rồi, bây giờ sau khi mà mình dịch nghĩa xong á thì mình sẽ cùng nhau tiến hành điền ha. Rồi, number one. Đây là mình thấy hình ảnh mọi người có thể là đang tương tác với nhau trên nền tảng mạng xã hội. Thì đây là giao tiếp kỹ thuật số, là digital communication. Tiếp theo, number two. Đây là hình ảnh về khuôn mặt, gương mặt. Vậy thì đây mình sẽ điền là face recognition, nhận diện gương mặt ha. Tiếp theo, number three. Đây là hình ảnh mắt nè. À, vậy thì nó sẽ liên quan đến công nghệ theo dõi chuyển động của mắt, là eye tracking. Number 4. Đây là hình ảnh cô gái này đang làm thí nghiệm. Vậy mình sẽ điền là experiment. Rồi, number 5. Đây là máy quét mã vân tay. Mình sẽ điền là fingerprint scanner. Rồi, và cuối cùng, number 6. Đây là hình ảnh cô gái này đang làm việc từ xa thông qua mạng nè. Thì nó sẽ là hội nghị từ xa, là video conferencing. Rồi, vậy là cô và các em đã hoàn thành xong activity number 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang đến activity number 2. Choose the option that best completes each phrase. Hãy chọn, lựa chọn đúng cái mà phù hợp nhất với mỗi cụm từ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có 4 cụm từ. Mình sẽ, với mỗi cụm từ, mỗi con số thì mình sẽ có đáp án A hoặc là B thôi. Bây giờ mình cùng nhau dịch nghĩa và chọn. Number 1, invent. Invent của mình á, là phát minh. Vậy, câu A là a device, là một cái thiết bị. Câu B, a new area, là một cái khu vực mới. Vậy thì ở đây rõ ràng mình phát minh thì phải là phát minh một cái thiết bị mới ha. Vậy ở đây mình sẽ dễ dàng chọn được đáp án là câu A.
invent a device, là phát minh ra một thiết bị mới. Tiếp theo, number 2, mình có discover. Discover là khám phá. Câu A là một cái nguyên tố hóa học. Câu B là một công nghệ. Vậy thì khám phá ra một nguyên tố hóa học, đúng không? Nên mình sẽ chọn là câu A. Discover a chemical element. Tiếp theo, number 3, create là tạo ra. Tạo ra. Câu A, the weather là thời tiết. Câu B, a medicine là thuốc. Vậy thì tạo ra một cái loại thuốc, đúng không? Nên mình sẽ chọn là câu B, create a medicine. Number 4, develop là phát triển. Vậy câu A mình có a planet là một cái hành tinh. Câu B, a technology là một công nghệ. Vậy thì đây phải là phát triển một cái công nghệ, nên mình sẽ chọn câu B, develop a technology. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 2. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang đến activity number 3. Complete the sentences with the words and phrase from the box. Hoàn thành các câu với các từ hoặc là cụm từ ở trong khung. Rồi, bây giờ mình cùng nhau dịch nghĩa các từ trước ha. Mình có từ đầu tiên, invented, là phát minh. Tiếp theo, từ số 2 mình có experiment, là thí nghiệm. Ở dưới mình cái cụm từ là fingerprint scanner, là máy quét vân tay. Rồi sang đến bên phải, created là tạo ra. Và cuối cùng, discover là khám phá. Rồi sau khi dịch xong thì mình sẽ cùng nhau điền. Number 1, Marie Curie and Pierre Curie, radium and polonium. Vậy thì Marie Curie và Pierre Curie đã làm cái gì đấy? Mình có radium và polonium. Đây là tên của hai cái chất phóng xạ khá là phổ biến. Vậy thì ở đây á, mình có là hai người này đã khám phá ra hai cái chất phóng xạ này. Vậy mình sẽ điền là discovered. Marie Curie and Pierre Curie discovered radium and polonium. Number 2, Thomas Edison, the light bulb in 1880. Thomas Edison đã làm cái gì đấy với bóng đèn vào năm 1880. Vậy thì ông này đã phát minh ra, đúng không? Nên mình sẽ chọn là invented. Thomas Edison invented the light bulb in 1880. Number 3. Sarah Kubach is the creator of a vaccine. She it in 2020. Sarah Kubach là người tạo ra vaccine. Cô ấy đã nó vào năm 2020. Vậy thì ở đây mình sẽ có là cô ấy là người tạo ra cái vaccine. Vậy thì nghĩa là cô ấy đã tạo ra nó, nên mình sẽ điền là created. She created it in 2020. Number 4. Scientists have carried out many to find a cure for cancer. Các nhà khoa học đã tiến hành rất nhiều cái gì đấy này để tìm ra cái cách chữa trị cho ung thư. Vậy là họ đã tiến hành rất là nhiều thí nghiệm ha. Nên mình điền là experiment. Scientists have carried out many experiments to find a cure for cancer. Cuối cùng, number 5. Scan your finger on this to check attendance, please. Hãy quét cái ngón tay của bạn vào trong cái này để điểm danh. Làm ơn nhé. Vậy thì ở đây là quét ngón tay vào trong cái máy quét vân tay ha. Nên mình sẽ điền là fingerprint scanner. Cô sẽ điền như này.
Scan your finger on this fingerprint scanner to check attendance, please. Vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang đến phần tiếp theo là phần pronunciation, phần phát âm. Chủ đề phát âm hôm nay mình học đó là sentence stress, nghĩa là trọng âm ở trong câu. Rồi, bây giờ mình cùng nhau đọc ở trong khung remember trước ha. Lưu ý, kiến thức cần ghi nhớ ha. Sentences have stressed and unstressed words. We usually stress nouns, main verbs, attractives, adverbs, and negative auxiliaries, and question words. We normally stress the words yes and no, as well as auxiliary verbs in short answers. Các câu thì sẽ có các từ được có nhấn mạnh và các từ sẽ không có được nhấn mạnh. Chúng ta sẽ thường nhấn mạnh vào các danh từ nè, động từ chính, tính từ, trạng từ và các trợ động từ ở dạng phủ định và các câu hỏi, các từ để hỏi nha. Chúng ta sẽ thường nhấn trọng âm vào các từ yes hoặc là no, cũng như là các trợ động từ ở dạng câu trả lời rút gọn. For example, how important is science to students? Câu này mình có câu dịch nghĩa ha, nghĩa là khoa học thì quan trọng như thế nào đối với học sinh. Thì mình sẽ có cái từ how, những cái từ nhấn mạnh thì người ta có tô đậm nè. How là từ để hỏi nên nó sẽ nhấn mạnh how. Tiếp theo thì mình có important, đây là tính từ, thì mình sẽ nhấn vào chữ important. Và do important nó đang có trọng âm thứ hai nên mình sẽ nhấn vào chữ poor, important. Tiếp theo thì mình nhấn mạnh vào khoa học, nó là danh từ. Mình sẽ nhấn vào chữ đó và nó có trọng âm 1 ha, science. Và cuối cùng mình có students. Students ở đây là học sinh, cũng là một cái danh từ luôn. Nó ảnh hưởng đến nghĩa của câu á, nên là mình sẽ phải nhấn mạnh vào nó. Đó. Vậy thì mình sẽ đọc lại là how important is science to students? Tiếp theo, mình có câu số 2 này. Will you use your computer to learn? Bạn sẽ sử dụng máy tính của bạn để học chứ? Mình thấy nhấn mạnh ở cái động từ chính luôn, là sử dụng, là use. Và nhấn mạnh ở cái danh từ, danh từ liên quan đến cái động từ đó đó, là máy tính, computer. Và mục đích nhấn mạnh vào động từ tiếp này là learn. Rồi, câu số 3. Did he buy a new smartphone yesterday? Mình có là anh ấy đã mua một cái điện thoại mới vào ngày hôm qua hả? Động từ của mình là buy, có trọng âm này. New smartphone, đây là cái đối tượng liên quan đến danh từ và tính từ, anh nhấn mạnh. Và yesterday là từ liên quan đến thời gian. Và trả lời là no, he didn't. Không, anh ấy không có làm vậy. Vậy thì ở đây no là một cái từ đề có nó nè, là mình sẽ nhấn mạnh vào các từ yes hoặc là no. Và sau đó thì sẽ nhấn mạnh vào các trợ động từ theo dạng ngắn, viết tắt á. Didn't là dạng viết tắt nè, nên là mình sẽ đi nhấn vào đó. Rồi. Bây giờ thì áp dụng kiến thức này để mình tiến hành làm hai hoạt động còn lại ha. Activity number 4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bone syllables. Hãy lắng nghe và lặp lại các câu. Hãy chú ý vào các ký tự mà được tô đậm. Rồi, ở đây bây giờ chúng ta có 5 câu. Bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau tập trung lắng nghe ha. Unit 11. Science and Technology. Page 116. A closer look. 1. Pronunciation. Sentence stress. Activity 4. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the bold syllables. 1. I don't have a computer. 2. Do you call her every day? No, I don't. 3. They are not familiar with that new computer. 4. Did you lend her your laptop? Yes, I did. 5. Who do you work with on Sundays? Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe xong. Bây giờ thì cô và Ken sẽ cùng nhau đọc lại và cùng nhau phân tích ha. Rồi mình có number 1. I don't have a computer.
mình sẽ nhấn mạnh các cái từ tô đậm là từ được nhấn mạnh này. Don't have ở đây là dạng trợ động từ ha. Nên là mình sẽ nhấn mạnh have là động từ chính và cuối cùng mình có computer là danh từ. Vậy thì mình sẽ đọc là I don't have a computer. Tôi không có một cái máy tính. Tiếp theo number 2. Do you call her every day? No, I don't. Bạn có gọi cho cô ấy mỗi ngày không? Không, tôi không gọi. Đấy, câu này thì nhấn mạnh vào call là động từ chính này. Day là trạng từ chỉ thời gian này. No là từ chỉ phủ định và don't là trợ động từ ở dạng viết tắt. Tiếp theo, number 3. They are not familiar with that new computer. Họ thì không có quen thuộc với cái máy tính mới đó. Not ở đây là cái từ mang nghĩa phủ định nên người ta nhấn mạnh điểm không. Familiar là tính từ và new cũng là tính từ, computer là danh từ. Number 4. Did you lend her your laptop? Bạn có cho cô ấy mượn cái laptop không? Yes, I did. Mình thấy phần trên câu hỏi nó nhấn mạnh vào động từ chính và danh từ chính nè. Và ở dưới yes là câu trả lời yes no, did là trợ động từ. Number 5. Who do you work with on Sundays? Bạn làm việc với ai vào ngày chủ nhật? Từ để hỏi là who. Work là động từ chính. Sundays chỉ ngày tháng thời gian. Nên là mình sẽ nhấn. Đó là activity number 4. Các em hãy lưu ý luyện tập thật kỹ để mình sẽ có được cái trọng âm trong câu cho nó hay nhất ha. Rồi, bây giờ mình cùng đi chuyển đến activity number 5. Listen and repeat the sentences. How many stretch words are there in each sentence? Hãy lắng nghe và lặp lại mỗi câu. Có bao nhiêu từ được nhấn trọng âm ở trong mỗi câu? Rồi, bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe phần activity number 5. Trong lúc mình nghe 5 câu này thì các em hãy cố gắng tập trung để đưa ra được đáp án trọng âm cho từng câu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe. Unit 11, Science and Technology, page 117, A Closer Look, 1, Pronunciation, Sentence Stress, Activity 5, Listen and Repeat the Sentences. How many stressed words are there in each sentence? 1. He is an inventor. 2. We won't have a robot teacher next year. 3. She likes learning online. 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. 5. What did he invent? Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe xong. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau phân tích để tiến hành đánh trọng âm. Sau khi nghe thì chắc chắn là các em đã có được cái đáp án cho riêng mình. Thì bây giờ mình sẽ cùng phân tích với cô để một lát mình kiểm tra lại ha và luyện đọc. Number 1. Mình có anh ấy là một nhà phát minh. Vậy thì mình có cái từ chính ở trong câu này đó là nhà phát minh. Vậy thì chắc chắn là mình sẽ nhấn ở danh từ này rồi. Thì thằng inventor nó sẽ có trọng âm 2. Nên là lúc này mình sẽ nhấn tập trung vào chữ van. Nên câu này mình sẽ đọc là He is an inventor. Đấy. Tiếp theo, number 2. We won't have a robot teacher next year. Chúng ta sẽ không có giáo viên robot trong năm sau đâu. Rồi từ nhấn mạnh của mình đó sẽ là won't have. Nhấn mạnh là sẽ không có. Nhấn mạnh động từ chính ha. Rồi tiếp theo thì mình có nhấn mạnh tiếp tới ra danh từ. Đó là a robot và giáo viên luôn, teacher, và next year, nhấn mạnh về thời gian. Vậy thì sẽ có là we won't have a robot teacher next year. Number 3. She likes learning online. Cô ấy thích học trực tuyến. Vậy thì ở đây mình sẽ có cái từ mà cần phải nhấn mạnh đó là likes, thích nè. Tiếp theo thì thích cái gì? Thích học.
Learning, mình có trọng âm 1 nên sẽ nhấn ở chữ learn. Và sau đó thì nhấn ở cái từ online luôn. Online là nhấn âm 2 ha. Rồi, tiếp. Number 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. Cô ấy có đang điểm danh khi bạn đến không? Không, cô ấy không có. Rồi đây là một câu hỏi. Câu hỏi thì mình sẽ nhấn mạnh vào động từ chính. Mình có chữ checking, nhấn trò trọng âm 1 ha. Tiếp theo, attendance là một danh từ, cũng nhấn vào trọng âm 2 nè. Rồi, tiếp theo, when là từ chỉ thời gian nên cũng nhấn. Và động từ, mình cũng sẽ nhấn trọng âm. Sang đến câu trả lời yes, no thì mình cũng sẽ phải nhấn. Và các từ viết tắt thì mình cũng sẽ nhấn ha. Rồi, what did he invent? Là anh ấy đã phát minh ra cái gì? Thì câu này mình có từ để hỏi là what nên mình sẽ gạch chân. Sau đó là động từ chính là invent, nhấn vào trọng âm 2 nên mình sẽ gạch ở chữ invent. What did he invent? Okay. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đếm lại xem là mỗi câu sẽ có bao nhiêu từ được nhấn trọng âm ha. Rồi number 1 mình có một cái thôi là nhấn ở chữ van nên mình sẽ ghi là one. Number 2 mình sẽ có khá là nhiều ha. Want là 1, have là 2 nè. Roll nhấn ở chữ roll trọng âm 1 là 3. Teach là 4. Next year là 6. Vậy đây mình sẽ có 6 từ. Tiếp theo, number 3. She likes learning online. Vậy thì ở đây mình có 3 ha. Number 4. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 6 cái. Và cuối cùng là 2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và sau đó thì mình sẽ cùng đọc lại với nhau. He is an inventor. 2. We won't have a robot teacher next year. 3. She likes learning online. 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. 5. What did he invent? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. He is an inventor. 2. We won't have a robot teacher next year. 3. She likes learning online. 4. Was she checking attendance when you came? No, she wasn't. 5. What did he invent? Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 11, A Closer Look 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.